Shopping ảo.vn, à, click quân giá rẻ, chất lượng uy tín tự động, đền bù 100% đối với tài khoản sai hoặc lỗi, uy tín chất lượng giao dịch hoàn toàn tự động, chỉ có tại shopbanhảo.vn. shopbanhảo.vn. Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ làm clip này về vị tướng Alistar nha các bạn. Đây là một cái vị tướng pháp sư rất là lợi hại và khó chịu trong Liên Quân Mobile. Hôm nay mình lại được quẩy Alistar, hy vọng các bạn sẽ không ức chế nữa nha. Ui ôi, hất tung ghê vậy. Mới vào thôi đã làm cho một người ta đau đớn thế này rồi, thấy ghét hà. Trời ơi, Crazy dạo này nó hot phết các bạn ạ. Mình thấy nhiều trận người ta còn phải sợ con đó, phải cấm con nó luôn cơ. Gớm. Đâu rồi, có ai đây không? Đây, mình sẽ đi mình kiếm tem bạn nha. Rồi, mình thấy, Crazy. Trời ơi, nó thả con bướm nó to quá các bạn. Nó bay ra, nó bay về, mình không đỡ được. Trừ khi mình tốc biến rồi, đánh nhau to rồi. Hay lắm, tốt lắm, chơi nó. Úi ôi, Crazy, đẩy về đi, đúng rồi. Bum, rồi, xong luôn. Thanh niên El Su đúng là một cái thời thanh niên cơ hội. Trời ơi, người ta đánh gần chết cái, nó chỉ cần Bum. Có hai mạng luôn. Sướng thế còn gì. Thôi mình ở đây mình chưa mình ở đây luôn nha các bạn. Kiếm một lính nào thì mình kiếm. Chứ mình đi về bây giờ thì có vị tướng Arayin, bạn ấy đang đứng sẵn rồi. Đứng sẵn ở khu vực đường giữa rồi, mình về mình cũng không ăn lính được miếng nào đâu. Vì thế nên mình quyết định ở đường trên luôn. Ở đây với cả cái anh El Su này hít lính. Chơi nè. Ui ghê á, ghê á, lên cho nó đôi giày gọi. Chơi nè. Ơ, đủ đam luôn hả ta? Trời, mình tưởng không đủ đam, mình không cần đỡ luôn đấy các bạn. Ê, rồi luôn. Không chạy được, bị hất tung. Đau thế cơ chứ. Buồn quá trời buồn luôn đó chứ hả. Ghê nhỏ, tôi lên đem bạn 2-0 luôn, khiếp. Chắc có lẽ mình sẽ phải lên cho nó cái quả cầu băng xương trước thôi các bạn. Chưa mất công mấy cái thanh niên tu len này, nó hay bắn cái chỗ cuối vào người mình lắm. Thốn chịu làm sao nói. Cứ lên quả cầu băng xương trước cho nó chắc ăn. Anh em mà gặp ví dụ như là Ziu này, hay là tu len này, mấy con đó mà nó đi rừng ấy, mà các bạn mà muốn nó không one hit mình được ấy, cứ phải lên quả cầu băng xương trước cho nó chắc ăn. Hoặc là cái con tướng Crazy chiêu cuối của nó cũng vậy. Bâm. Nếu không lên quả cầu băng xương thì nó dồn combo thì mình không có đường nào mà đỡ đâu. Alistar là một cái vị tướng pháp sư mà mình thấy là mình chơi con này khá là ổn. Và đặc biệt thì rất là dễ lật kèo nha. Rất là dễ luôn. Tại vì mình lật kèo cái vị bằng vị tướng Alistar này quá trời luôn. Ê, con hàng kìa. Ê, có một mảng. Một mảng đầu tiên cho Hảo. Hảo hay quá trời luôn. Hảo xịn quá trời luôn. Quá trời lính luôn kìa, ba con. Lên quả cầu băng xương trước. Làm gì thì làm, cứ vài quả cầu băng xương trước mới chịu. Để dành chiêu để mình bục cái con quái này coi. Ôi ôi. Ơ, mất rồng kìa. Cay đấy nhờ. Ê, đậu xanh làm cái trò gì vậy? Muốn giết bồ tôi hả? Úi ôi, mình bấm chiêu bồ sớm quá. Căn bản là mình vì nghĩ rằng là cái thanh niên Athu nó sẽ lao vào mình ấy. Mình ấn chiêu 1, mình để sẵn ở đó. Để sẵn ở đó. Ê. Chết. Xem nó thì lại teo. Và đấy không tốc biến. Thật sự là không tốc biến là chết luôn đấy các bạn. Cái gì vậy? Tại cái nội tại của vị tướng Tulen ấy. Violet nó băng trụ, nó đòi ăn mình cho bằng được luôn kìa. Em quăng cái chiêu 2 em ăn lính thôi. Còn em chạy chứ đứng lại cho mấy anh mấy chị sơ em sao. Trời ơi, đâu có dễ dàng. Ăn được gạo phải cố gắng lắm, phải tính toán đủ đường cơ. Chứ bình thường mà đòi ăn á, mơ đi cưng. Đúng rồi. Con Violet này bực mình thế nhở. Nó bắn một phát là na chủ rồi đấy. Quánh luôn. Ôi, không có tốc biến, là mày chết rồi. Có tốc biến ơi. Trời ơi, biết thế bung ti là ngon rồi. Còn siêu máu không ăn được, tức nhờ. Ê, tu len kìa. Ê, chu bắn. Ok, có một mạng luôn. Rất tuyệt vời đến từ dưới trụ của mình. Hay quá, trụ bắn chết tu len, mình ăn ý.
Sướng sướng. Yo yo yo. Xông lên. Xông lên anh em ơi, work nó đi. En đặt con mắt ở đó, đúng rồi. Tìm đường nào. Không có thì thôi. Ia ia. Tưng 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 tưng. Úi giời ơi. 2 đánh 1 không chuột cũng què. Chắc Elsu không dám giữ trụ đâu. Tại vì giữ trụ là các bạn nó đánh chết. Đấy, bé ơi. Ơi, ơi, chữ cuối của tôi. Ơ, vơ vẩn đấy nhờ. Không sao, không sao. Đẩy đi đâu đi, ăn 2. Lại double kill lần cho Elsu các bạn ơi. Xịn sò quá ha. Elsu cứ gọi là thừa lúc đục thả câu. Mình làm hết rồi, bạn chỉ việc gọi là bắn một cái là ăn thôi. Sướng. Quá là sung sướng luôn. Ê, để cho mình máu bạn ơi. Đừng 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 đừng. Đúng rồi, để cho tôi ăn máu đi. Khỏi phải biến về. Có quả cầu băng xương ở đây, có tốc biến ở đây, không cần biến về luôn các bạn ạ. Trời cho nó khô máu luôn. 1 2 3 vô. 2 3 vô. 2 3 uống. Uống nào. Uống. Tưởng mày thoát hả? Càng này. Chắc tẩu là thấy hơi căng rồi đấy. Hồi nãy cái lúc mà lát tướng thì mình để ý một điều, tem bên bạn toàn thông thạo S thôi nha. Không phải là thông thạo ABCD gì đâu, toàn thông thạo S không ấy. Full thông thạo luôn. Nhưng mà không biết, chắc có khi có bét tỉnh gì đấy hay bét miền gì đấy không biết nữa. Mà úi dồi ôi. Bụp nó, bụp nó, bụp nó, bụp nó, bụp nó. Em xin, bụp nó. Bụp nó, bụp nó. Em xin, xin là xin đi. Chùm, 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 hay quá. Bâm, bâm. Đôi khi tôi muốn á. Trời ơi, bùa xanh của tôi, bùa đỏ của tôi có mạng luôn. Làm sao mà đỡ được. Hello baby. Hello baby tóc biến ulti nè. Sơi nó, trụ bắn tới rồi, trụ bắn tới rồi. Đấy. Xịn sò chưa. Rồi xong, chết cả hai luôn. Nhưng mà mình được một điểm hỗ trợ. Thôi đi về. Đi về nha, đi về nha. Đi về nha. Ten ten ten. Ui ôi, tôi lên cái mạng xanh thế. 8 chết 2 luôn. Ê ê ê, cái gì vậy, cái gì vậy. Trời ơi. Sao bạn có thể chơi gì vậy hả. Trên gắt quá vậy trời. Sao đỡ được. Cái thanh niên của ông là nó tốc biến ấy. Ủa nó không tốc biến đâu. Nó mật chiêu cuối nó sơi mình trong trụ luôn. Ôi trời ơi, khổ quá. Trời ơi, trời ơi. À, à, rồi xong bé à. Amelie hết đường về đấy. Ừ, hôm trước có một bạn ấy bảo mình làm clip về vị tướng Amelie. Rồi Atreus. Ok, thì hôm sau thì mình sẽ làm một clip về những con tướng đấy nhá. Con tướng nó đi rừng ngon ạ. Hợp lý. Hợp lý quá đi trời ơi. Hợp lý quá. Quá hợp lý luôn. Quá hợp lý luôn. Bụp nó luôn. Ê, 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 Violet ơi. Bạn ơi, bạn ơi, bạn ơi. Chờ mình tới ơi. Rồi nó lụm cái chỗ tôi luôn rồi còn đau. Căng. Ừ, căng chứ. 15 chết 15. Vâng. Có thể nói là hai team đang diễn ra một trận đấu vô cùng căng thẳng. Và một bên 9 và một bên 10 các bạn ạ. Chưa biết bên nào sẽ là cái người giành chiến thắng. Nhưng mà hiện tại thì mình thấy rằng team bên mình ít trụ hơn team bạn rất nhiều. Team bên kia mất đúng một trụ bên trên. Đúng một cái trụ bên trên. Đúng một cái trụ bên trên. Ê, đau đấy, đau đấy, đau đấy, đau đấy. Úi dồi ôi. Bắn thốn vậy. Quá là thốn luôn các bạn ạ. Chơi này, rồi Amelie bật chiêu cuối rồi. Bạn ấy đang lao vào team bạn rồi. Ui da, mình bị cái chiêu của hai của vệ tướng Ginu đau quá, hết máu rồi. Hết máu rồi anh em ơi, đi về đi. Trời ơi, tha cho team bạn đi. Chúng ta không lên dồn ép team bạn vào đường cùng nhá. Thôi đi về, đi về, đi về, đi về, mình đi về đây. Sợ lắm, sợ bên kia nó nhìn thấy mình, nó bằng vào trong lúc trụ bụi á. Nó làm ùn như hồi nãy, chết luôn. Tôi như là cứ chạy về sâu sâu và biến về cho nó lành. Thế hồi nãy Crazy team bạn nó làm phát mình cảm thấy sợ hãi các thứ ở đấy. Ai biết đâu lỡ chẳng may nó nhìn xuyên map cái nó chạy vào nó bật chiêu cuối đùng 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 vỡ mồm em luôn. Cứ ăn chắc mặc bền các bạn ạ. Trong cái trận đấu này thì không nên tin bố con thằng nào. Chưa nói trước được điều gì hết trơn á.
Cẩn thận nha Tulen, ghê chưa? Alain nó cáu rồi đấy. Ê, cáu rồi đấy. Đánh một cái xéo quay hàm luôn. Ừ, à, à. Cáu rồi đấy. Ôi, 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 anh A Thu, ôi, ôi, anh A Thu ơi. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Ok, ok, mấy con gà này. Khoái mấy con gà này lắm hả? Trời ơi, bạn lại nói tới gà. Bạn cứ bảo tới là gà này như nào. Ôi, ôi, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không? Đây, mình cho bạn biết thế nào là lễ độ đây. Yo, 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 à lên, à lên, à lên. Yo, 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 à lên, à lên, à lên, à lên. Bum, bum. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Ha ha. Bé yêu ơi, bé yêu ơi. Đánh nhau rồi, trời ơi, Alain tay mình hay quá. Trời ơi, Alain tay mình cân hết luôn kìa. Alain công nhận, nó mà nó rời về cuối trận nó mạnh kinh khủng luôn các bạn. Nó cứ lao vào đánh, 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 đánh. Bởi vậy cái trang phục về vị tướng Alain có cái trang phục gì, Kirito à. Trời ơi, ê, 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 ngoài, 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 ngoài. Kỹ năng của Hảo nằm ở đây này, kỹ năng của Hảo này. Ê xa, ê xa, ơi, 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 giờ đi đâu. Về quá đi, muốn ăn Hảo hả? Nhoan, 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 da, 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 nhoan, nhoan. Quá là nhoan nhành nhành đào luôn á. Dễ gì đúng không các bạn? Dễ gì mà ăn được tớ. Yo, yo, yo. 1, 2, 3, bấm pen. Ái chà. Ái chà chà, ái chà chà. Ái chà chà, ái chà chà, ái chà chà. Chơi này, chơi này, chơi này. Chơi này, chơi này, chơi này, chơi này. Tầm này là vị tướng Alistair là chùm của những ông chùm rồi đấy. Trời này, ê, 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 ê. Ý, trời, cái ông Yasu này xấu ghê luôn á. Để dành chiêu kẽ luôn. Trời, phải cho Hảo ăn đi chứ, Hảo làm clip mà Hảo ăn được ít mảng, Hảo buồn lắm. Hảo có nhiều nhiều chút. Ông này ông cái hết trời luôn. Nó để dành chiêu đó các bạn. Cái pha đấy nếu mà Yasu không làm gì hết mình cũng đủ đam nữa. Còn chữ một mình giữ chữ mà còn chưa thèm đụng tới nữa cơ. Mở cái ông Yasu này ông căn căn đúng còn xíu mong bắn thử cái bẩm lấm. Bụp này, lụm này, lụm lúa này, lụm lúa này. Đấy, nó phải như thế các bạn ạ. Trời ơi, tớ có quả cầu băng xương, có quả cầu băng xương làm gì? Cái ui, đá bạn, bạn đá tớ à bạn? Cái đầu ấu xanh, cái thân niên Amelie này thiệt tình. Nó đá mình luôn các bạn. Mình quả cầu băng xương, nó đá mình luôn, đá bốp 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 vào mặt mình ấy. Nhưng mà cũng may mình quả cầu băng xương không là vỡ mỏ rồi. Xéo quay hàm luôn rồi. Chán đời bồ với cả Bình. Đánh cả đồng đội luôn. Máu chiến quá các bạn. Kiểu giống như là pha đó là đang máu quá, tưởng nhìn nhầm. Tưởng là bố mình, tưởng, tưởng đây này, có mạng luôn này, có mạng luôn này, có. Ô nữa. Sao cái ăn hoài vậy anh? Trời ơi, nó cái hết trơn của mình luôn á. Nhào hết vô đây hả? Bơi hết vào đây chứ. Bơi như là con gọi là... lại còn biết đầu nữa cơ chứ. Sợ rồi, biết chạy rồi. Nó tưởng mình có quả cầu băng xương, nó không dám dí luôn. Nhưng mà tớ không có quả cầu băng xương, nhưng mà tớ có tức biến. Bạn lao vô là bạn chết chắc. À cha, à cha, ui cha, ui da, ui da, nó chạy mất tiêu rồi, nó chạy mất tiêu rồi. Thôi, 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 đi về, đi về, đi về, đi về. Chủ quán, chủ quán, chủ quán. Chủ quán kìa, nhìn chủ quán kìa. Ui, tiêu lầm thiệt chứ, không có mành nè. Không có mà là, nhưng mà vẫn đủ đam. Thôi 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 được rồi, đúng rồi, không cần làm gì hết. Trời ơi, cỡ như Violet hay Tulen à, hay là Chrissy tem bạn bây giờ chỉ cần một chiêu, chiêu một choáng phát là chết luôn. Quăng chiêu 2 một choáng, chiêu 1 phát quăng chiêu 2 ulti phát chết ngắc. Không thể nào đỡ được. Ôi giời, thắng sớm quá nhờ. Rồi ok, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip của mình nha. Bạn nào muốn nick thì vô số nick của mình trên phần mô tả video á, hoặc là một cái bình luận mà mình đã ghi đấy. Có hai số nick luôn đấy các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip của mình nha. Alistair vào thời điểm hiện tại thì mình thấy đây vẫn là một cái thế lực ngầm cực kỳ đáng sợ nha. Nên cấm các bạn ạ.